Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Dying Light The Following. Và trong tập trước chúng ta tới ngọn hải đăng. Khi chúng ta bước vô trọng, ta sẽ bước vào phần cuối của cái phần Following này. Và trước khi đó ta hãy nâng cấp. Chúng ta lên skill ở đây. Nó có skill gì đây? Handyman giúp chúng ta có thể sửa đồ. Nó sẽ có 10% không sử dụng. Và sử dụng cái nhiên liệu tốt hơn cũng hay. Và sử dụng nhiên liệu tốt hơn thì chúng ta sẽ giảm được cái phần nhiên liệu tiêu thụ. Và ta có cái này là cái khiên, cái này là cái cây ở đằng trước, để chúng ta có thể ủi mấy em zombie cho nó dễ. Và cái này là cái gì? Nó là Reinforced Ramen Bar, là còn mạnh hơn nữa. Và UV Headlight cũng không cần thiết lắm, có thể là fuel đi. Tại vì bữa giờ mình thấy chạy xe hao xăng quá. Xe gì mà hao xăng quá, chắc không có xài phun xăng điện tử rồi. Và ta nhảy xuống, chúng ta sẽ lên trển. Cửa sổ nào thì chúng ta đã biết rồi luôn. Sử dụng này là một phát lên cho nhanh, tại vì đã biết vị trí cái cửa sổ rồi. Vô. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng nha. Bước vô. Có ai? Ấy. Ken hả? Shit, it's you. Damn, I could have killed you. Con? That's me. So turn me loose, hey? What the fuck? It was you. You're working with Ryze's bandits? Where is it, you son of a bitch? Where the hell is the cure? What? You're crazy. Don't fuck with me, Con. Where is it? Look, I just live here, all right? I don't know shit about working with bandits. Boss, you there? Hello, can you hear me? Who's speaking? Chief, there you are. Okay, listen. Hakan and his group are going after the mother, but some wise-ass took out the granary, and we need to hunt him down. We're waiting by your creek. Coming? No need, pal. Just keep your eye on the balcony. Wait! What the hell? Boss! Wait! Listen, I know I went way overboard, but they forced me! They made me do it! It's Crane! Crane's there! Hakan's group! Where are they heading? Tell me! To the dam! The priest said the entrance was in the dam! Please! I'm fucking done with you. Shit! Bắn cái gì ghê vậy? Và chúng ta bắt đầu ra tay. Find him. Show me the goddamn door. Find him. Ui. Cẩn thận. Ui. Tụi nó bắn súng mà chơi cái này không được rồi. bình tĩnh lại. Ui da. Ui da. Không có bình tĩnh gì hết trơn. Và ở phía bên đó đúng không? Ta đi dọc qua. Chiến thuật. Không thấy luôn á. Cái làn sương mù che mất rồi. Này, cái làn khói nó che mất. Đó, hình như ta chui vô bên trong này luôn. Cái tụi nó cũng không thấy mình nữa. Và mình rảnh quá. À, mấy tên của Rai kìa. Xong. Qua bên đây. Ui da. Bắn ghê rợn vậy hả mấy đứa? Bắn căng thẳng thiệt. Còn một em ở đó thôi, qua xử lý luôn. Xong, chúng ta sẽ cần phải lấy cái vial ở đây một cái. Chúng ta có ba cái.
Và ta sẽ phải đi đâu đây? This is Crane. Do you copy? The vials are gone. I saved only the last few of them, and Ryze's men are coming to you. Do you hear me? Crane, come here fast. Come quickly. Hello. Shit. I better hurry. Và chúng ta sẽ phải chạy tới đó thiệt là nhanh. Từ đây con đường này đi qua bển, đi qua đó thì phải chạy lên trên này, đường ngoằn ngoèo quá vậy. Ta phải lên xe, mau chóng đi nào. Qua bên chỗ con đập. Nhanh lên, chúng ta chỉ có 5 phút mà thôi. 5 phút đồng hồ. Ơi, nó bắn kìa. Né. Giỡn mặt nè, ui da, nó cho nổ. Và đi ra chỗ khác chơi. Tông được thì tông luôn, khỏi cần suy nghĩ nhiều. Và vô. Chạy không? Sao mà chạy được hả cưng? Ê, cẩn thận, có em nổ kìa. Tôi đang đi đâu vậy? À ha. Ui da. Đúng được không? Kiểm tra một cái. Bay qua ghê quá. Mà phải đúng đường mới được. Bay qua đúng đường là không sao hết trơn hết đó. Còn không đúng đường là mệt rồi đó. Và đây là đi đường tắt. Ui. Mấy em viral. Ồ. Chỗ này căng thẳng quá. Viral. Ui da. Đâu rồi? Ừ. Đúng đường rồi, chúng ta cứ việc đi thẳng thôi. Đây con nổ kìa, cái bụng của nó bự quá. Ôi, cái gì vậy? Căng thẳng quá. À, còn mấy người đó nữa. Thôi, nhiệm vụ của tôi không phải là cứu mấy người. Giờ tôi đi trước đây, người cũng làm gì làm. Ôi sao bữa nay chỗ này đông zombie quá vậy? Và giọt thôi. Chúng ta đi đúng đường rồi đó. Và chúng ta vừa cán phải chất độc. Ông đó kêu hoài ta. Ông tự cứu lấy bản thân mình đi. Khoan. Tới đây là chúng ta sẽ cần phải. Tới đây là phải quẹo phải. Không quẹo phải là đi sai đường liền. Đi đường này có xa quá không? Rồi vô. Đi thôi. Nhanh chân nhanh tay lên. À! Rồi có con viral nó chạy tới kìa. À ha. Như vậy chúng ta đúng đường rồi. Chúng ta đúng đường rồi. Cứ chạy tiếp thôi. Và Radio Boy. Where are you? Hang on, kid, I'm on my way. Và có nhóc nào nó kêu chúng ta tới giải cứu nó. Bởi vì nó phải bị nhốt với lại một con quái vật. Nhanh lên. Chúng ta tới chỗ của Mother. Và chỗ này đúng rồi. Đây rồi. Ra. Tiến hành parkour thôi. Phải không? Phải parkour không? Parkour qua những cái xe. Nhanh lên. Chạy hết sức luôn. Cố gắng lên. Ta còn 2 phút để có thể tới được cái khu vực chính giữa. Khu vực đó, chúng ta chạy xe qua được kìa. Mình cũng rảnh ghê ta. Thôi lỡ rồi. Chúng ta đi đường này thì đi đường này thôi. Và sử dụng cái móc đi cho lẹ ở những cái khu cần thiết. Và khu vực này có mấy cái xe chặn đường cũng nhiều nhưng mà đi được. Tại vì mình chưa có lên khu này lần nào cho nên chưa có kinh nghiệm. Chúng ta mau qua bển. Bên kia kìa. Đó. Sắp tới rồi. Chúng ta sẽ phải xuống đâu đây? Xuống bên này hả? Find Mother. Tới rồi. Chúng ta sẽ phải đi xuống kìa. Khu này hình như là nhảy xuống được nè. Rồi. If someone wants to buy something from me, hurry up people. I'll be gone soon.
Mình vừa té thẳng xuống đây và chết, nó cho mình sống lại tại đây luôn. Ta hãy vô bên trong. Chuẩn bị. Vô chỗ gặp Mother, Thánh Mẫu. Sếp Hào, không cho cầm vũ khí nữa. Holy fucking shit. Hey, anybody there? Brother? More fighting, more death. I can't let this happen again. I won't. It's you. Where are the faceless? What's happening to me? Why do I hear your voice inside my head? Children of the Sun, Kyle. They were nothing before the outbreak. Just a half-forgotten tradition. An old-world faith long dead. I'm tired. I've held this title for so long now. The Mother. It was meaningless. Until it became all too real. I thought their respect came simply because I was a colonel's wife. We had a good, cozy life. After the outbreak, my husband came to get me out. We didn't stand a chance against the Horde. We were bitten. He bled to death in my arms. He gave me his cigarette case and asked me to run. He didn't want to hurt me. I was dragged away by the relievers. They came for their mother. It took me a while to remember that my husband didn't smoke. I looked inside. There was a map, a key, and a note with numbers. It led us here. The healthy ones tried to get the power back on. The rest of us went to look for medicine. Pointless. Và chúng ta vừa nghe được cái chuyện về cuộc đời của Thánh Mẫu. The numbers turned out to be a code. There were strange vials inside. The others looked to me. It could have held medicine. They could have held poison. I felt a seizure coming. I was about to turn, and I realized, why else would my husband lead me here? I remember a taste. Acrid, bitter as blood. It might have been blood. Và chúng ta có thể nói chuyện với Thánh Mẫu. I awoke. Down there. Surrounded by the remains of the people who had trusted me. It was because of the light. Someone finally turned the power back on. And the light brought me back. You see, breathing the fumes is one thing. But drinking the liquid is something else entirely. In the light, in the sun, my mind is my own. I'm filled with love you can't possibly imagine. But in the dark, my new nature dominates. Mindless, lethal. In the dark, with cruel passion, I ripped my own children to pieces. But I swore to myself that I would become the mother they really deserve. And now, you have come, Kyle. And every sign tells me you're the one I've been waiting for. It's in the prophecy, Kyle. Then shall be revealed one man who, through an act of ultimate sacrifice, shall accept the mercy of the light. And the God of the Sun shall be revealed through him. And through him will he speak. I just need that medicine to save my friends. Look at my face. There is no medicine. You want mankind to become what I am? Listen to my voice. Beautiful evolution indeed. Minds and souls connected in a telepathic bond.
How horrible. Look at me. And when the darkness comes, what then? More death, more killing. You can hide from others, but who will hide them from you? But we don't have to drink it with just the mist. It doesn't matter. Just listen. We've been breathing the mist. It will take longer, but you're already changing into a monster such as myself. No, wait. Listen! The army built a failsafe into their experiment. This entire region can be purified. The question is, are you ready to sacrifice thousands of lives, Kyle? Yours among them? Và chúng ta có hai sự lựa chọn. Một là chúng ta sẽ hy sinh tất cả những người ở đây. Hai là chúng ta sẽ không tham gia vô cái chuyện của Thánh Mẫu này. Và Thánh Mẫu thì cũng thật là tội. Bà gần chết rồi, bà sắp chuyển hóa rồi. Bà uống cái bình thuốc đó thử, cái bà biến thành một con Nightmare luôn. Nightmare chứ. Và cái thuốc này, cho dù là chỉ cần cái làn sương mù thôi, hít vô nó cũng sẽ từ từ chuyển hóa. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn, tôi không tham gia đâu. Gosh, are you crazy? I won't play your god of the sun. I want no part in this bullshit. Just let me take the vials and go. Maybe you'll understand when you see it with my eyes. How narcissistic. You, the god of the sun himself. I'll show you who you really are. No, no! God damn it! You fucking monster! But my love for humanity fills me. A love which you defy. And you know that a love rejected turns to anger. An anger you will bear, Kyle Crane. I will make you pay for all those Thôi bà này dẫn cá chém thớt rồi. Chuẩn bị. Đâu rồi? The fumes are powerful here, aren't they? They penetrate the skin, the bones, the brain. Đâu, không thấy. I hear your thoughts, Kyle. Căn dậy, tới đây. Hả? Đừng có nói là kêu. Ê, ê! Đừng nói là kêu mấy con Night Hunter khác nha. Ghê quá. Ôi, bà ta đang bị điện giật kìa. Ui da. Hồi máu, đá xuống. Ui da, ui. Đi xuống. Còn nữa không? Leo lên. Chúng ta đứng trên cao dễ xử hơn. Hả? Thả zombie hả? Ở đâu quá vậy? Đá xuống thôi. Ui da. Thôi. Đá xuống. Ôi. Vũ nó chạy qua bên này. Đây chỉ là cái bóng của bà ấy thôi. Ui da, đi ra.
ta phải đứng ở trên cao dễ xử hơn. Thôi có một con muốn leo lên kìa, nó leo lên đến đây. Finish. Con nào leo lên? Leo lên nhảy qua là xử hết. Cái gì vậy? À, đánh tay không hả? Ta phải đánh tay không? Hội mạnh quá vậy. Giống như bị biến đổi không, bây giờ đột biến rồi. Ta đột biến. Ta biến thành người đột biến. Ôi. Cào, cào. Cào cấu cắn xé. Cào cấu cắn xé nè, cào cấu cái đã, đánh bay hết. Giỡn mặt. Ui. Không chơi được, không chơi được. Không thế nào chơi được hết. Nhưng mà lên đây, lên đây, lên đây. Vẫn có thể đạp được. Hay quá, vẫn có thể đạp được. Mother kìa. Mother đâu, mother đâu. Chúng ta mau leo lên. Mau qua đây. Bà nhảy lên đây. Thôi tôi chạy. Bà nhảy lên đây thì tôi chạy. Nhảy qua, nhảy qua. Nhảy qua coi. Nhảy qua. Thôi chạy luôn. Nhảy qua là tôi chạy luôn. Rồi thôi, đánh mấy cái thôi. À, sao chúng ta vẫn bị dính cái chiêu trò la hét đó ta. Ui da, trên này có điện nữa. Ôi, rồi rồi rồi, thôi chết rồi. Căng quá, cuộc chiến không cần sức tí nào hết trơn. Cuộc chiến không cần sức chút nào hết. Tới đây, mà lên đây. Lên đây, rồi giọt. À, cái tiếng la của bà ấy. Rồi, chuẩn bị, la lên. Hả? Sao vậy? Chạy lên đây. Rồi, giọt đi. Rồi đó, mình né được rồi đó. Né được rồi. Ui da. Ui, đá hụt. Đá hụt. Bà lên đây cho tôi. Lên nè. Ây da. Rồi sao. Ui. Tán cho một cái. Giọt. À, chiêu này được. Rồi. Lên đây. Ê. Đâu rồi? Ê. Ôi. Chiêu này hết được rồi. Đó. Lại la hét sùm hết trơn vậy. Thánh mẫu gì kỳ vậy? Thánh mẫu sẽ la hai lần ha, chúng ta chú ý một chút. Lúc đó nó dễ xử lý. Và nhảy lên rồi nha. Giọt. Rồi một lần. Và chạy lại. Nếu chúng ta chạy xa quá là lại la nữa. Tiến lên phía trước mặt mình. Đó, ta làm quen với lại cái lối chơi của thánh mẫu. Ui da. Chuyện gì xảy ra vậy? Ê. Đấy, lẽ là đừng có nhảy đi. Rồi.
cứ một hit là anh ta đi xuống rồi, được rồi. Xuất hiện ở bên đó, ta phải dụ cho bản xuất hiện. Đó. Rồi tán ra một cái, chạy lên trển, xuất hiện trước mặt, giọt ra thôi. Rồi chạy xuống nè, chạy xuống nè, nhảy qua bên kia. Đó, nhưng mà khi mà nhảy qua bên kia, ta liền nhảy về phía bên này lại. Rồi, dụ. Chỗ này dễ nhất tại vì có đường lên và xuống. Rồi nhảy qua bển, nhảy qua bển, nhưng mà đừng có để cho chúng ta phải leo, phải nhảy vừa đủ để khỏi phải leo. Dạ, cái trò gì nữa vậy? Rớt mặt nạ ra rồi. Kêu bên dưới kìa. Ôi, lại hét. Ôi, xuất hiện trước mặt, chúng ta chạy ra. Xuất hiện trước mặt thì chúng ta chạy ra thôi. Và một đập. Rồi đó, có thể nói là lần này chúng ta thoát được rồi. Một đập. Xuất hiện, chạy ra. Chuẩn bị cho một đập nữa. Cố gắng lên. Ấy. Rồi, giọt. Rồi sao? Chắc chuẩn bị hét nữa quá. Rồi cho một đập. Uya. Tới đây rồi, đừng có gây chuyện nữa anh ơi. Rồi thánh mẫu qua đây, thánh mẫu. Nè nè, nhảy lên nè. Tán cho một cái. Ui da. Cái chuyện gì vậy? Ghê vậy. Đó, bắt đầu la kìa, thấy không? Cái tiếng la đó nó ảnh hưởng rất là lớn. Còn dịch chuyển nữa không? Ủa, anh Mẫu đâu? Bả đang bị nhức đầu. Ở đâu rồi? Hui. Xong. Knock cao. Và chúng ta đã hạ gục Holy Mother Thánh Mẫu rồi đó. Hả? First, I'll kill you, bitch. And save my friends, and you can rot in hell. Và chúng ta vừa lấy hết những cái bình thuốc. Và cái gì đây? Chúng ta đang bị chuyển hóa. Không được rồi. Ta đã bị chuyển hóa. What's happening to me? I killed you. I fucking killed you. It's not a poison. It's a cure. Lena. Lena, I'm coming back with the medicine. We'll be able to help everyone. Tell Camden that he has all the time. He has all the time in the world now. No, tell him. Tell him we have a new lead. We have a better one. Ugh.
Where am I? Và chúng ta đã chính thức bị chuyển hóa, biến thành một con Volatile. Dying Light The Following. Đây là một kết thúc. Và chúng ta còn một sự lựa chọn nữa. Bây giờ mình sẽ quay lại để thử lựa chọn đó. Chúng ta quay lại với hai sự lựa chọn. Và lần này chúng ta sẽ hy sinh tất cả mọi thứ. Và tôi sẽ lắng nghe Thánh Mẫu. So what, that's it? Just game over. Fuck. Alright, so what do I do? Wake up the God of the Sun. Follow me, Kai. Và chúng ta sẽ phải đi theo bãi. So the coming of your God means what, we all die? And the plague, it dies with us? It always meant that. And he shall pass through the gates of death, so that he may bring new life. If it kills the plague, I mean, I guess it's worth it. This place doesn't look much like the gates of death to me, though. Flowery language, isn't it? I was searching for proof, Kyle. For truth in our traditions. But Attila's death shattered my hopes. It was proof. What, that there are no miracles? What's a miracle anyway, Kyle? Becoming a sentient volatile? I'm nothing more than a monster. Becoming a hero during the apocalypse? You're just the right man in the right place. Và chúng ta sẽ có gì chờ đợi ở phía sau cái cửa này đây? This is the failsafe. What do you need me for? The key I got from my husband worked, but the codes he gave me didn't. I know that's the only way. I just don't know how. Và đây là một cái đầu đạn hạt nhân. Chúng ta có thể kích hoạt được cái mật mã. À, cái mật mã mà ông Attila để lại đó. Như vậy là kích hoạt thôi. No, your husband, he had a failsafe too. He left the codes with Attila, so he could decide if he'd stay sane long enough to make a decision. Wait, you have the codes? Attila thought you'd be a better judge. I hope you'll judge me well, though. Let this madness end, Kai. Please. Và chúng ta nhập mật mã vô. Thì bơm nguyên tử mà nổ rồi chỉ còn bụi thôi chứ không còn gì ở đây hết trơn hết á. Chắc chắn là nguyên khu này sẽ bị thổi bay luôn. Chuẩn bị! Emergency lock override accepted. Preparation of nuclear warheads in progress. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bùm, và mọi thứ trắng xóa. Đây là kết thúc thứ hai của Dying Light The Following. Và chúng ta vẫn còn một kết thúc ẩn nữa. Bây giờ mình sẽ thực hiện một kết thúc ẩn của Dying Light The Following. Và kết thúc ẩn này nó sẽ cần chúng ta phải đi lấy một vài món đồ trước. Và chúng ta hãy đi qua bên đây, ra ngoài kia. Ở bên dưới này ta phải cần tìm một thứ, cho nên ta phải bơi ra đây. Không có cách nào bơi nhanh hơn. Cũng không có đi xuồng ra nữa. Đi xuồng ra thì khỏe quá rồi. Và có một cái nơi mới được đánh dấu. Chúng ta phải khám phá nơi mới thì nó mới có đánh dấu. Và ở ngoài đó kìa. Gần tới chưa? Nó ở đó. Đó, ngay chỗ nó được đánh dấu đó. Và chỗ này dấu ghê thiệt. Nó nằm ở bên đây. Ở phía sau tảng đá. Thì cái khu này nó bị nước. Không phải bị tảng đá che khuất. Rồi khi mà cái ánh sáng nó chiếu xuống nước á, nó sẽ bị che thêm một lần nữa. Nếu chúng ta không để ý thì sẽ không thấy được. Và bên trong này có nước và có cái gì đây?
Đây là Nuclear Codes, chứ không phải Nuclear Access. Và bước 1 đã xong, chúng ta sẽ tiến hành bước 2. Mình vừa ghé vô đây thì thấy có bán một cái Prowler và có thêm cả một cái Spray SMG. Chúng ta mua luôn. Và cái cây hồi nãy chúng ta lượm được đâu? Đây là Barrel 118, 159. Vậy bỏ, cây này bỏ đi. Và ta sẽ đổi sang cây súng đó chơi. Chúng ta hãy coi cây súng đó đâu. Chuyển sang cây Police Rifle. Cây này màu cam luôn nha. Đó, được 45 viên đạn. Và cầm tay rất là đơn giản như thế này. Bắn thì ra như vậy. Bắn luôn sợ gì. Và lát nữa có gì chúng ta lấy cây này bắn luôn. Bây giờ mình sẽ lên đường đi tiếp. Và chỗ thứ hai chúng ta cần tới là chỗ của con Behemoth ở đây. Và nó ở trọng. Làm sao ta vô trọng đây? Chắc ta phải đi vòng qua để tìm một cái đường vô. Hay là đường vô ở phía trên? Đó là con Behemoth kìa. Con này chắc bự lắm đây. Chúng ta hãy qua đầu này coi thử. Ta-da! Wow! Nó kìa. À, các bạn thấy nó chưa? Và ta có thể bắn nó. Nó bị dướng ở trỏng rồi. Và trong trỏng có một cái sai lát. Như vậy là mình phải cần phải tìm đường vô. Bây giờ mình sẽ camouflage rồi mình đi vô. Nó không có quan tâm mình. Ổn. Chúng ta camouflage vậy rất là khỏe. Và ta sẽ mở cái thùng ở trong này ra. Chúng ta sẽ có được một cái Military Access Code. Đó là Transport Key. Vậy là tốt rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua con đập. Chúng ta sẽ vòng về. Mình sẽ di chuyển qua con đập ở bên đây. Có một cái Missing Person kìa. Vậy là chúng ta phải di chuyển qua khu vực đó đó. Chúng ta sẽ tới đây. Và ra ngoài đó. Thì ra ngoài đó cần phải cẩn thận. Ui da. Lao xuống luôn. Ghê thiệt. Mới nói cẩn thận. Và ta sẽ đi tìm một cái chỗ giống như cái chỗ hồi nãy ở ngoài biển chúng ta tìm. Chúng ta hãy mau ra. Và bơi ra. Rồi lên thở một cái. Xong lặn xuống. Nước ở khu vực này nó vàng khè à. Cho nên cần phải từ từ bình tĩnh. Và đằng kia kìa. Có một người nằm đó. Chúng ta sẽ phải tới đẳng. À, mau. Nãy chạy cái xe tới con đập luôn cũng được. Khỏi phải dừng lại ngoài. Và ta xuống bên dưới. Kiểm tra. Đây là một anh lính. Anh lính này qua đời. Và có một cái gì đây? Có một cái Military Activation Card. Như vậy nó sẽ cần phải có hai cái. Và nơi chúng ta cần tới sẽ là khu vực này. Wow, con nó kêu kìa. Đây, một cái. Đây, một cái. Chúng ta hãy mở cái này coi thử. Thường thì mở cái này mình sẽ được những cái đồ để nâng cấp xe ở cấp độ Military. Cấp độ rất là cao luôn. Cái xe chạy rất là đã. Và ta hãy mở coi. Đó là Military Traction Pack Semi-Auto và King. Ủa, cái Semi-Auto Matic Shotgun này đâu có bằng cái cây mình đang cầm đâu. Mình có Camo mà. Thôi, cây này dục đi. Dục đi, nó giống như cây kia thôi. Và chúng ta pick lock chơi cái cây. Pick lock chơi thôi nha. Chơi mà lấy thiệt. Có đồ thiệt, lấy thiệt thôi chứ sao. Và Unlock. Một cái này nó sẽ có cái gì đây. Ở đây Military Ammo Bundle. Đó là Medical Bundle. Úi, hay quá vậy. Vừa đưa vô một cái thấy liền luôn. Tuy nhiên đây chưa phải là thứ mình cần tìm. Chúng ta cứ việc lấy những thứ này. Inventory Full. Chúng ta sẽ phải qua cái container kế tiếp. Và qua bển. Lại pick lock nữa hả? Đâu? Đây phải không? Mở lên, coi thử coi là gì. Và Medical Supply. Cái đó lại đầy đồ nữa rồi. Nói chung cái này không phải là Airdrop. Đây là đồ mà chúng ta có thể xài được. Cho nên chúng ta không có cần phải quan tâm đem về cho Quartermaster được hay không. Và có gì đây? Mấy cái flare cho quá chừng luôn ta. Ở cái món đó nằm ở cái trailer nào. À, chắc ở bên kia. Có hai em to cao đen hôi kìa.
Và mình đã dọn dẹp mấy em quái để chúng ta có thể kích hoạt bằng thẻ từ, mở cửa đi vô. Ở bên trong này có một cái đầu đạn hạt nhân, và chúng ta sẽ kích hoạt cái mã. Giờ kích hoạt cái mã bằng cách sử dụng chỗ này trước. Vô đây, kích hoạt máy tính lên, unlock ra. Bàn phím gõ được rồi, bắt đầu gõ. Và unlock chỗ này ra để có thể kích hoạt tiếp ở bên đây. Và cái code là cái code mà ông Attila đưa cho chúng ta đó. Chúng ta sẽ kích hoạt một lần nữa. Kích hoạt như vậy thì toàn bộ mọi thứ sẽ bị phá hủy. Nó sẽ có cái kết thúc giống như là cái việc chúng ta đồng ý với lại bên Thánh Mẫu vậy đó. Mọi thứ đều đã trắng xóa. Chuẩn bị, chúng ta sẽ tiêu diệt đại dịch này bằng hy sinh cả bản thân luôn. Công việc cao cả mà. Bùm, trắng xóa màn hình. Và đó là kết thúc. Và đây là ba kết thúc của Dying Light The Following. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.